Đời tôi cũng làm nghệ sĩ nhiều năm, cũng đã gặp nhiều những ca sĩ nổi tiếng. Họ cũng đã bỏ tiền ra rất nhiều để làm các fan club. Nhưng tôi cũng chưa thấy người nào mà vừa muốn làm PR nhưng mà lại vừa tiết kiệm. Nghe từ đây ngân. Mà lại vừa tiết kiệm như một số người. Em bỏ cái túi ra. Em xoay cái lưng lại. Xoay cái lưng của em lại. We love Nhi Nhi. Vâng thưa quý vị, nhìn đây thật nhìn ai cũng tưởng đây là một fan của một người nào tên Nhi. Nhưng thưa, đây đơn giản chỉ là một trợ lý của trợ lý của trợ lý ở trường quay. Và dù không muốn nhưng bắt buộc mặc cái áo này chạy đi chạy lại trong trường quay. Ai cũng biết đấy, tưởng là fan. Nhưng hóa ra thưa quý vị, sống là thế, nhìn là thế nhưng không phải là thế. Thôi, em làm tiền đi. Nếu mà được nên cởi, nên cởi cái áo ra và làm cho nó thoải mái. Hôm nay em học thì em học ba em học. Một, hai, ba, bốn, năm. Sự ái mộ. Nhưng mà đôi khi người khác hiểu lầm đúng không em? Em bị anh Trung hiểu lầm đúng không? Em có ái mộ gì không? Thôi, Ngân. Có ái mộ đến từ công ty. Ngân, em là trợ lý, đi ra ngoài ngay. Em lôi vào cái cuộc này, đi ra ngoài ngay. Được chưa? Ngay đi ra làm việc của mình. Ngân, thấy thằng to tao chịu gì nè. Không ok, em đâu đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đi ra cho nhiều. Tim tim hồn. Thôi được, ở đây giữ như nè. Quý vị vừa nhìn thấy ba cô gái mặc màu hồng và lại ba màu hồng khác nhau, tay còn để thế này, vì sao lại có hành động đó? Phải chắc là vì sự hâm mộ, ngưỡng mộ, vì tình yêu dành cho người nghệ sĩ? Hoàn toàn không phải, tất cả chỉ vì mấy bịch bánh tráng trộn. Nếu quý vị không tin hãy nhìn vào sọt rác, quay vào sọt rác xem nó có đến hai chục bánh tráng trộn đâu, nó đang ăn luôn đây kìa, nhìn đấy. Thấy chưa? Không bộ kiểu vật chất như thế này thì thôi em ạ. Thôi mình sống đúng mình thì được ạ. Ngân, thôi thật to nào. Ê, chị. Thôi to nào. Em của một đứa trẻ, nó còn non nớt, ngây ngô, nói những lời không phải của nó. Thực sự là một tội ác mà chúng ta cần phải lên án. Tại sao lại có những người nghệ sĩ như thế? Lên án.